Thưa quý vị, sáng nay 11 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, thành phố Bà Rịa, hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra nhằm thảo luận cho ý kiến về báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận định: đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, là dịp để đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ 7 đến nay, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm, dự báo bối cảnh tình hình mới, từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách, nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ. Trước mắt là hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã tiến hành thảo luận cho ý kiến về báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Thông tin chi tiết về hội nghị tiếp tục được chúng tôi chuyển tải trong thời sự tối nay.